Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy nên kiểu thi ca, tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, hoặc bả la môn và a tố là nhân, phi nhân, vân vân, nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen Đại Bồ Tát. Này Kiều Thi Ca, do đó nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biểu tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyển nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì phước đức có được hơn phước nói trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian xuất thế gian đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trường Già, dòng dõi lớn Cư Sĩ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh. Vì do pháp đã nói